xíu mua cho 5 kg nè. Để cả nhà. Giờ mình chùi sạch nó rồi mình nại miệng nó. Mấy con hàu này hơi nhỏ mẹ, chắc sao không có ruột. Nó nhỏ xíu vậy thì bên trong biết được có nhiêu ruột ha. Dạ, ở quán thì họ lựa ra những cái con rất là to. Một con như vậy thì tầm khoảng 30 ngàn. Mình chặt cho nó tách cái miệng nó ra thì mình lấy dao cái lưỡi kéo mình nại nó. Nhưng mà xài xong thì chắc hư cái kéo của mẹ quá. Mẹ lấy cục đá, lấy cái kéo rồi chắc cục đá sao chịu nổi. Ăn vậy lỗ. Nếu mà như mình lấy mua hàu rẻ hơn là ra tiệm mà mình quên cộng tiền cái kéo vô mà. Là hơi cái kéo. Thôi bút đi tiệm ăn đi cho sướng. Mẹ mới ra tiệm ăn cho sướng. Chắc vậy quá. Tại vì con đó không biết là khi khui ra là nó còn sống không. Rồi nó, rồi nó có ruột không. Đậu phộng. Dạ. Sớm rồi có buổi để mà mình làm nó nữa. Nhưng mà mùa này thì không có đi tiệm được, tại không có ai bán. Mình phải ăn ở nhà. Cái này mẹ cho cái kéo hư nè, chứ không mà xài tốn cái kéo nè. Nó có cái khe hở nè. Đúc lưỡi dao vô. À, ngon quá nè em. Cái kéo cắt không nổi, mình phải trợ giúp mà cái kìm mới được. Mẹ phụ. Nó mập quá mà. Ừ. Vậy mới ngon chứ. Để tôi bổn công làm cho đã. Ở đây huy động lực lượng. Chị Sơn Ca thì rất là thích ăn đồ mặn, đồ nhậu. Không có nhậu nhưng mà thích ăn đồ nhậu. Rồi lát Sơn Ca cho món nhậu nữa. Rồi nay xiến nữa, nay xiến cũng thích món nhậu. Lát nữa có lửa đó, cái nướng khô cá lóc trộn xài. Yeah. Món nhậu của Sơn Ca nữa. Thích những món kiểu giống như lay rai đó mà để ăn cơm á. Chị Sơn Ca cũng hợp với tính cậu. Hợp khẩu vị, Sơn Hùng cũng thích lắm. Suốt ngày qua má hai ăn ké. Để em lại cho anh rất là dễ vậy, cái lưỡi kéo á. Này bàn tay của nó đứt rồi. Ủa con này bự quá nè. Vậy là nay mua về ăn không có đi quán hả? Nay quán không có bán nữa. Mẹ hồi nãy nói ăn cực quá, ăn đi quán cho rồi đi. Giờ cuối cùng quán không bán mình ăn. Chút thân luôn mẹ. Em lại nghe. Em phải đậy đi. Em chuẩn bị. Tắt xong rồi. Ở quê thì mình không có phô mai ha, nên mình xài mỡ hành hoặc đậu hành nó ngon. Ngon. Khói quá vậy. Nó rớt dầu xuống hả chị? Đổ cái vỏ hết đi. Ừ. Ủa đừng dễ hả, ngon vậy? Rồi nhanh quá ha. Đậu phộng nữa ha. Đậu phộng. Nhanh chín quá chừng luôn. Lập xưởng nhanh khô quá ha. Ừ. Nắng quá chừng nắng mà. Nắng thì hôm qua, dạ, hôm qua cũng nắng nhiều mà hôm nay cũng nắng nhiều nữa. Cái này là muối tiêu chanh hả? Mới đúng rồi. Cái này là gỏi xài cá lóc hả mẹ? Cua cá lóc cũng cua. Dì Dung cho tới xài nè. Dạ. Cho bên chị Sơn Ca đấy. Dung đâu mà?
Vì Dung bán gạo á. Ủa vậy hả? Cho xài nhiều quá ha. Ừ, năm rồi cũng có cho hai trái. Dạ, năm rồi mình đi mua gạo gì cũng cho quá trời xài. Có hai trái rồi đó. Ừ. Chị Thẩm nó cho, chị Thẩm 40kg vậy á. Con trái này chắc phải 800 gram nữa mà xem. Dạ. Đồng sao mà khéo dữ. Còn cái xài này là 98. Dạ. Yeah. Bán 15.000 ký. Đó. Hấp dẫn không? Cá luôn hả chị? Ừ. Còn mấy con cuối cùng ha. Nướng cá lóc ha em. À, mình nướng khô cá lóc rồi trộn gói xài ăn trưa ha. Này phải thử trước để biết chua cỡ nào mình trộn gỏi. À, mình bào ra mình rửa đi, mình trộn đường. Dạ. Chua nó cũng hết chua. Chị Thanh Ca xong rồi không? Có không? Không à. Anh ăn không ăn hả chị? Anh cũng thích ăn con này. Anh ăn không ăn hả? Anh ăn chưa cho mặt anh ăn chưa? Mời cả nhà mình tham gia nghe. Hào ưa nướng tại nhà. Tại nay mình không có đi quán được. Quay về nhà tự làm. Hôm nay nó qua bên kia có qua mà cái nào ở cửa qua nữa. Dạ. Con này nè. Dạ có con. Bữa mình có giới thiệu bà con mình cái quán bên sông á, quán Thu Tẻ. Giáp ranh giữa Long An với Tiền Giang ha, rất là ngon. Đó hả? Dạ. Đó đầu tươi chị. Đặc sản không giàu có. Làm giá này cũng rẻ. Mà chế biến cũng ngon lắm, thật có gì. Ngon ngon dữ ta. Món nào cũng ngon. Ba con là thấy ngon không? Hai con. Mấy rồi? Mấy con rồi? Mấy con. Nhưng mà nội nói ba. Không thì ăn con đó mà. Nãy ăn không tính. Nãy ăn tính. Nãy ăn thử trước hả? Không tính hả? Cái vỏ nó méo qua méo. Yeah. Nó ôm theo cái cây á mà. Có con nó ôm tròn do luôn á. Như cục đá vậy. Con bưng con này hả? Để nào bưng con. Được không? Xíu. Ăn con nhỏ hả? Không ăn con bự ha. Được con nhỏ. Người nhỏ ăn con nhỏ phải không? Ủa cái lóc này nướng hay chiên vậy? Nướng á xin. Ủa sao nó tươm ra ngon vậy ha? À, cái này nướng là nó tươm mỡ ở trong mỡ đó cá ra, ra. Ừ. Cho bóc miếng đi. Đây cái nạc nè. Ờ, ngon quá nè. Thử coi. Vừa ăn không? Nó có cái sợi này chút nghệ trộn với sợi. Ngon quá mẹ. Vừa ăn sợi luôn, coi cái lóc nè. Này trộn với gỏi xài nó là hết sợi nè. Cái lóc mà muối sợi ớt còn quá nhiều luôn. Còn tỏi ớt vô. Nước mắm đường tỏi ớt hả mẹ? Ừ. Xíu nước mắm mà tại vì khô này cũng vừa ăn chứ nó không có mặn. Dạ. Này xài, mà rửa rồi không? Xài cũng ngon, không có chua lắm. Ừ. Rồi đây nha, xuống trộn đi. Ủa này nãy mà có trộn đường hay muối gì vô rửa không? Không. Rửa không hả? Rửa không hai lần nước. Dạ. Để cho nó có chua thì nó không chua. Trộn, rửa hai lần nước. Rồi xuống trộn đi. Thêm miếng đường nữa đi. Gỏi hơi nhiều rồi nha. Xeo xeo. Xeo xuống. Thêm miếng nữa không? Ừ. Vậy chứ nó xeo. Dạ. Để mẹ lửa ra thơm. Xin ca xé xong chưa? Xé xong rồi em. Xé bỏ cái xương ra. Để mình lắp đúng cái xương. Xin ca xé cá lóc rồi dư xương ra mình ngồi ăn. Xương với da. Ủa sao nó trộn da cũng được mà. Da. Đẹp không? Thấy nó đen quá. Hồi trước mẹ hay làm canh á, mẹ lấy thịt ra cái phần xương cũng lấy mà mẹ gia vị vô mặn mặn ngọt ngọt á. Anh làm canh khoai canh bò canh bí á, mẹ suốt cá đó. Cái nó có nước mắm từ tiêu hành rồi sẵn á, cái nó ngồi nó mất. Rồi cái mẹ nhớ lại hồi nhỏ mẹ ngồi á, cái cô người của mẹ ăn đó, mẹ cởi xương ngồi á. Mà đó bên ông bố cá kèo đống đá dữ lắm, làm nấu làm cá tô cá kèo gì nè, mười mấy cá kèo bự nè. Cái cô mười đó suốt cũng để qua cho mẹ múc. Cái nhà mẹ lần nữa hàng qua mẹ nấu canh khoai cái tôi nhớ là sơn. Mẹ không có gọt sạch thịt mà mẹ giờ cho mẹ. Súc súc lên gõ xương gà chỉ có trường xí vậy. Nhưng mà gọt sạch hết còn lấy gì đâu còn múc. Mỗi lần mẹ nấu canh
mà xuống cá là mẹ nhớ hình xương, mẹ phải nhớ mẹ, nhất là 10 á. Dạ. 10 của mẹ. Có nhà có thịt gà, cái xé xương là miếng á nha. Cái xương là 10 á. Cái xương là mẹ ngồi mất cái bà 10 của sốt sơ 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 vậy, cái xương là mất. Để mẹ nhớ hoài đó mẹ ha. Dạ, nhớ hoài, cái mỗi hôm qua nó tin hoài cái nhớ. Cái hình xương ngồi nó mất. Rồi nhớ là bà 10 á hả, bà 10 xương. Ừ, để chú ăn cơm. Để chú ăn cơm. Đây có xương đó chị hấp trộn được. Dạ dạ. Để sợ sẽ cam đổ không đổ. Mẹ là chị đổ bỏ hả? Dạ. Chị trộn thôi nha. Dạ. Làm cho đều đi chứ. Dạ. Dù mấy phần dụng ăn ngon hơn là ăn cơm đó. Xìu dữ không? Chưa kịp xìu. Chút xíu xìu được rồi. Bạn chờ thấy chị chút xíu nữa. Chút trang rất là. À. Có đường nhảy muối vô là nó... Như mình luộc rau vậy, thấy nhiều mà luộc còn có miếng vậy. Tại này ngọt quá chừng nữa. À, mình rửa hai lần nữa Sơn nha. Dạ. Nó chua nó cũng bớt chua nữa, mà tại này không chua đâu. Dạ, bỏ rau thơm hả chị? Chị chuẩn bị rau thơm hả? Dạ. Có miếng rau thơm nữa. Thơm. Rau còn nhiều quá. Thêm rau thơm à? Rau thơm vô con xanh ngon quá, thơm nữa. Chờ xíu, khoảng 5-10 phút nữa nó thấm rồi mới ngon. Xíu nữa thấm cho ngon ha. Ừ. Con khô nó cũng bớt mặn nè. Ừ. Xoài nó bớt chua rồi nó dịu xuống. Chị để trên mặt nha chị. Ờ, để trên mặt đi. Bữa nay mình ăn cơm gỏi xoài với gì mà? Thịt kho. Thịt kho tiêu hả? À, thịt kho tiêu trong ngoài đất nè. Ừ, ngon quá ha. Thăm lại ha. Để thăm lại. À, bây giờ mình thăm thịt kho tiêu của ngày hôm qua ăn tiết kiệm với ăn gỏi cá lóc ha, gỏi xài cá lóc. Dạ. Rồi tạm biệt cả nhà ha, hẹn gặp lại video tiếp theo. Giờ phải chờ thêm xíu nữa nó thấm thấm mới ăn cơm. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Rồi xíu em đi thăm cái này lại. Rồi, chuẩn bị ăn cơm thôi.